Rồi. Đấy, nhìn này, cái càng cái mắt nó kìa. Mì tôm mình thích. Triệu tôm hùm nhá. Tôm hùm siêu to khổng lồ luôn nhá. Cái mắt này. Wow. Ôi. Siêu to luôn nhé, mọi người hai mắt này này. Đấy, cái dâu mà đấy, cái dâu siêu to luôn nhé. Cái dâu siêu to luôn. Ôi, ui. Tách luôn. To quá. Ôi. Đang bật lên tách này. Con này chắc phải cần thử xem nhé. Cần thử xem là bao nhiêu. À, 6 lạng thôi. 6 lạng. Chúng ta bắt đầu tiến hành đun nước để nấu mì tôm nhá. Đấy, mình đun nước sủi xong mình mới cho con tôm vào. Cái nước này mình cũng cho muối và cái mỡ của gói mì tôm thôi, chứ không phải cho cái gì cả, cầu kỳ. Đấy, khi nước bắt đầu sủi là mình cho con tôm vào nhá. Nước bắt đầu sủi mình cho con tôm vào. Tôm thì mình tách ra mình cái thịt ăn ở đây là cái đầu thôi, mình nấu đầu. Đầu nấu mì nhá, đầu tôm nấu mì. Đấy, con tôm mà khi mà tôm hùm nó tươi ý, thì khi luộc lên hấp lên cái là nó vàng hết luôn các bạn. Đấy, vàng hết luôn, rất ngon luôn. Đấy, to quá. Con tôm này của mình là 6 lạng nhá. Đấy, đun này cho nước nó sủi. Nó sủi vào trong mì vào. Hôm nay làm món mì tôm. Mì tôm. Tôm. Đấy, nước sủi. Nước sủi rất là ngon. Đấy, tôm vàng này. Đấy, tôm vàng này. Tôm to quá. Dầu nó này. Đấy, dầu càng. Đấy nha, rau muống sau khi mình xào xong rồi nhá, mình bắt đầu cho rau muống vào bát mì tôm. Rau muống này phải xào trước đi. Đấy, có màu xanh. Nhớ cho tôm vào. Nhà không có nguyên liệu gì cho nên là mình nấu mì tôm với rau muống. Đấy, đang sủi bà con ạ. Sủi ngon lắm. Đây. Wow. Cái đầu khủng chưa. Cái đầu tôm khủng chưa. Đấy. Tí nữa mình nhồi mì vào đây nhá. Cho mì tôm vào đây. Đây gọi là mì. Mì đầu tôm. Thưởng thức bát mì đầu tôm nhá.
rất là ngon luôn, siêu ngon luôn, thấy không, sủi tức bừng luôn. Đấy, mình sẽ tiến hành cho mì tôm vào nhá. Đấy, cho mì tôm vào. Đấy, đang nấu mì tôm này. Nấu mì đầu tôm, ui dồi, thơm ngon thế. Quá ngon luôn mọi người. Thấy không? Giờ to quá. Đấy. Các bạn đã ai ăn mì tôm, mì đầu tôm hay chưa? Mình thích ăn mì nó mềm, cho nên là mình cứ để cho nó sủi. Đấy này, đấy, mì tôm ấy, thấy không? Đấy, mì tôm nhá, ngon chưa? Quá ngon luôn ý. Cho mì vào đây. Rất ngon luôn. Tôm hùm mà thường là kể cả tôm hùm lẫn tôm thường của mình đều, nếu mà cái tôm nó mà tươi thì khi cho vào nấu cái là nó vàng ngay. Nó vàng ươm luôn này, vàng đẹp luôn này nhá. Còn nếu mà tôm hùm mà ngất hoặc là tôm hùm mà đã để đá rồi thì nó không được vàng này đâu. Cái ấy ra là nó thâm thôi. Đấy. Mì chín rồi, ngon quá là ngon. Đây. Mình rau muống sau khi xào rồi mình cho rau muống vào nhá. Đấy, cho rau muống vào. Thấy không? Ngon quá. Đấy, gọi là mì tôm rau muống. Mì tôm rau muống nhá. Con tôm này của mình rất to nhá, 6 lạng nhá. Đấy, ngon lắm. Thôi mình tiến hành tắt bếp để ăn đây nhá cả nhà nhá. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành cho các bạn để ăn nhá. Sau khi bắt tôm, bắt mì tôm mình nấu xong nhá. Đấy, mình cho ra để ăn. Đấy, các bạn nhìn này, ngon không? Quá ngon luôn các bạn, thấy không? Ý, mì tôm ấy.
cái dâu nó có rất là dài luôn nhá, mình bỏ rồi đấy, nhìn này, cái càng cái mắt nó kìa. Mì tôm mình thích ăn mì nó chín nên là mình để này. Thì nếu mà các bạn mà muốn ăn nó cứng ấy, thì mình chỉ cần cho vào nước sôi là mình có thể bắc ra được ngay. Thì ở đây của mình là mình muốn cho ăn sợi mì nó mềm. Đấy, tôm ngon chưa? Đấy, wow. Ôi, đấy, mì tôm nhá. Mời mọi người ăn mì tôm với mình nhá. Ngon không? Ừ, ngon không? Thấy ngon không? Wow, xem nào, xem nước à. Nước quá ngon tuyệt vời luôn. Còn tôm vàng ươm luôn nhỉ. Tôm vàng ươm này. Đây, rau ở dưới nhá. Đấy, rau muống ở dưới này. Đấy. Lâu lắm hôm nay mới được ăn mì tôm. Mì tôm siêu to khổng lồ. Mì tôm nấu với rau muống nhá. Rồi bây giờ mình mời mọi người mình thưởng thức nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người yêu thích kênh của mình thì vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và ai có những cái comment hoặc lời bình gì thì góp ý cho mình thì comment ở bên dưới. Mình xin cảm ơn. Chúc mọi người có một bữa trưa ngon miệng.